Chào mừng anh em đã quay lại với Minh Phụng Music. Kodman SV800 là cây organ giá chỉ 18 triệu và bạn có nhiều lý do để nhanh tay sở hữu cây đàn này. Điểm nhấn mà mình muốn các bạn biết đó là ở thời điểm hiện tại thì SV800 đang là lựa chọn hàng đầu dành cho người chơi chuyên nghiệp. Hãy cùng cầm cốc cà phê lên và theo dõi video hôm nay nhé. Ngay bây giờ tại showroom 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, team đang đón tiếp một vị khách hàng đã đồng hành và gắn bó với Minh Phụng Music từ những ngày đầu mới thành lập. Rất hân hạnh vì chú và chính các bạn, những người đã, đang và sẽ đồng hành cùng Minh Phụng Music để được kết nối đam mê và đem âm nhạc đến mọi người. Dù ở xa, tận nhà bè nhưng chú vẫn ghé showroom để lên đời organ nhà Kodman từ K350 sang SV800. Nào, anh em cùng khui hộp với team nhé. Bên trong gồm cây đàn, giá đệ sách, sách hướng dẫn và nguồn. Đặc biệt, quà tặng hấp dẫn theo SV800 sẽ là chân đàn, bao đàn hộp cao cấp và bộ sampler mới nhất do Minh Phụng Music sản xuất. Thì chú đang thử đàn, cùng tìm hiểu SV800 có những ưu điểm vượt trội nào nhé. Organ SV800 sở hữu 61 phím đàn với 3 mức độ cảm ứng lực nhấn. Màn hình LCD 7 inch hiển thị rõ nét, cho phép người chơi thao tác dễ dàng. Band 4 chiều cho phép luyến lấy nhạc dân tộc, bolero và nhạc hoa. Âm thanh SV800 tích hợp đa dạng, 1192 âm thanh, 320 điệu nhạc, 500 bài hát và 39 hợp âm. Khả năng kết nối đa dạng, audio xuất âm thanh MP3, WAV vào USB. Nhiều chức năng phải có trên organ cao cấp như transpo tăng giảm tông, metronome đếm nhịp, split mode chia bàn phím, recording ghi âm, chỉnh tempo, auto off khi không sử dụng đàn đang được tiến hành cài sampler. Bộ nhớ sampler khổng lồ 768 MB, nhiều hơn các sản phẩm cùng phân khúc và dùng được sampler của Yamaha, đem đến khách hàng chất lượng dịch vụ tốt là quan tâm hàng đầu của team. Khi cài sampler, các bạn cứ yên tâm sẽ được nhân viên hướng dẫn đầy đủ nhất cách sử dụng đàn và sampler. Đàn SV800 ngoài mức giá tốt còn có chế độ bảo hành siêu hấp dẫn, các bạn không nên bỏ lỡ. Bảo hành 24 tháng, một đổi một trong 30 ngày, giao hàng lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Buổi mua đàn của chú đã hoàn tất, team bọc đàn và quà tặng cẩn thận để tránh chày xước và ẩm ướt do trời mưa khi vận chuyển. Lên đường theo chú đem Kodman SV800 về nhà nhé. Cảm ơn chú đã luôn lựa chọn Kodman và nhất là Minh Phụng Music làm người bạn tri kỷ trong suốt thời gian qua. Nhờ sự cải tiến vượt trội mà SV800 đã thay K350 tiếp tục mang đến chú những giây phút thư giãn tuyệt vời. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.